Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cách xác định phương hướng rất là hay. Thì ở clip trước ấy, thì em đã xác định đã giới thiệu cho các bác một cách xác định hướng giờ vào hướng mặt trời mọc rồi. Nhưng mà không phải lúc nào cũng có mặt trời mọc được, bởi vì có lúc các bác cần xác định phương hướng là lúc vào buổi trưa hoặc buổi chiều cơ, thì lúc đấy không làm gì có mặt trời mọc để chúng ta xác định được. Vì vậy ở clip này thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái cách cũng dựa vào mặt trời, nhưng mà không phải lúc mặt trời mọc nhé. Nào bây giờ nếu các bác hãy quan tâm thì hãy cùng em vào mẹo nào. Ok các bác, bây giờ chúng ta sẽ vào mẹo này. Thì đầu tiên các bác cần chọn cho mình một cái khu đất trống, nó khoảng 5 đến 10 mét vuông gì đấy. Do dịch bệnh này em không thể ra ngoài để làm ở ngoài thực địa được. Em sẽ chọn một cái khu cái diện tích trong phòng khách này em, để em sẽ hướng dẫn cho các bác. Thì đầu tiên công tác chuẩn bị là các bác sẽ chuẩn bị cho em một cái gậy khoảng độ 1 mét. Do không có gậy nên em sẽ lấy cái hot rác này làm tượng trưng. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Và lấy cái bóng đèn này là mặt trời, tượng trưng cho mặt trời. Đấy, lấy bóng đèn này tượng trưng cho mặt trời nhé. Thì bây giờ nha, công việc đầu tiên của các bác này, các bác sẽ cắm cái que này ở cái khu đất trống thẳng đứng này chưa, cắm cái que thẳng đứng này vuông góc vào mặt đất đấy chưa. Thì bây giờ các bác này, các bác quan sát cái bóng của cái que này. Đây là mặt trời nhé. Đây quan sát đây, cái bóng mặt trời này thì nó chiếu xuống cái que này, xem cái đỉnh cái cọc này là ở vị trí nào. Ví dụ cái bóng của cái cọc này thì đỉnh của nó ở chỗ này. Giả sử cái đỉnh bóng ở chỗ vị trí này nhá. Đây này. Các bác quan sát, em sẽ đánh dấu cái đỉnh bóng này. Đấy. Thì em sẽ đặt cái này, chữ này là chữ T, là điểm T đấy. Đấy này chưa? Điểm T rồi, ok. Đấy, đấy là đỉnh bóng của gậy đặt là T nhá. Sau đó các bác về nhà nghỉ ngơi tầm khoảng 10 đến 15 phút. Và đúng 15 phút sau các bác quay trở lại. A few moments later. Đây. Sau 15 phút các bác quay trở lại được chưa? Thì các bác sẽ thấy cái bóng của cái gậy này nó sẽ ở vị trí khác. Nghĩa là cái đỉnh đầu gậy này, cái bóng của nó sẽ ở vị trí khác. Thì các bác sẽ tiếp tục. Đây là mặt trời này, đây là mặt trời sẽ chiếu cái gậy này. Sẽ chiếu gậy nó sẽ có bóng nó ở vị trí này. Bây giờ sau 15 phút sau này nó sẽ ở vị trí mới. Thì bây giờ tiếp tục đánh dấu cái đỉnh của cái bóng này. Đấy. Đây nhá. Thì bây giờ mình đặt cái điểm này là điểm D đi. Đấy. Ok tất cả các bác nhá. Thì sau khi đã xác định được hai cái điểm này nhá, điểm T và điểm D như này nhá, thì mình sẽ nối hai cái điểm này với nhau. Sẽ sử dụng đây, sẽ nối hai cái điểm này với nhau này. Đấy, nối hai điểm này với nhau. Thì bây giờ như này. Bây giờ cái hướng bên đây này, hướng điểm ban đầu ấy sẽ là hướng tây. Đấy, hướng tây. Còn hướng ngược lại sẽ là hướng đông. Đấy. Rất là đơn giản. Bởi vì sao? Mặt trời đi từ hướng đông sang hướng tây thì bóng nó sẽ đi ngược lại từ hướng tây sang hướng đông nha anh em nhé. Thì khi mà xác định được hai cái hướng này rồi thì bây giờ xác định hướng bắc nam thì nó cực kỳ đơn giản, kẻ một đường vuông góc này với cái đường đông tây này, thì ở bên trái của hướng đông sẽ là hướng bắc. Đấy. Và đối diện hướng bắc sẽ là hướng nam. Ok anh em, rất là đơn giản. Nếu mà xác định phương thì có 8 phương như này, chúng ta sẽ kéo hai đường phân giác như này. Đấy. Đây sẽ là đông đông bắc này, đây là tây bắc này. Đấy. Đây là tây nam này, đây là đông nam này. Ok anh em, hy vọng rằng cái clip này sẽ giúp ích cho anh em. Nếu mà anh em yêu thích thì anh em hãy đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.